Và đây là cơ hội phản công quá hợp lý, điểm cho Madarius Gibb. 15-13. Madarius Gibb cũng đã khởi đầu khá chậm ở mùa giải trước trong màu áo của Sài Gòn Heat, nên chưa thể vì màn thể hiện chưa như ý đầu tiên ở trận đầu tiên mà đánh giá thấp anh này. Nỗ lực tranh rebound. Vẫn tiếp tục là Gibb rất nhanh. Lại là Madarius Gibb. Và điểm được ghi cho Nha Trang Dolphins. Ở hiệp đấu đầu tiên, bóng trong tay của Gibbs. Vẫn là Gibbs và Morgan có yểm trợ của Thâm. Madarius Gibb ném ngay. Cú ném quá đẹp của Madarius Gibb. Và đột phá của Gibbs. Tiến thẳng vào trong. Và lại là điểm cho Madarius Gibb. Đỡ tình huống ghi điểm. Madarius Gibb. Hai điểm dành cho. Anh cũng đã tham dự hai kỳ SEA Games gần nhất cùng với đội tuyển bóng rổ Thái Lan. Cầu thủ Griffiths đang sử dụng chiến thuật phòng ngự liên phòng. 4 ném 3, 3 điểm dành cho Samson. Kích ra Sơn Minh Tâm ném 3. Không có điểm gì cho Sơn Minh Tâm nhưng vẫn là cầu thủ Dolphins. Game 3 điểm nữa dành cho Madarius. Nick Thâm. Đường truyền của Thâm. Gibbs và Michael Soy. Đây là một mismatch. Gibbs có thể khai thác được. Và có điểm cho Madarius Gibbs với khiến cho cú ném của Tô Quang Trung bị elbow. Robert Samson. Samson đang bước lên và tỏa sáng ở hiệp 3. Trong khi Madarius Gibbs là người chấp nhận lùi lại. Có yểm trợ từ Thâm cho Gibbs. Có thể ném, lấy 2 điểm và có ngay 2 điểm với cú ra tay quá. Nhiều đồng đội chống trả ở cánh nhưng Đăng Khoa đã không kích ra. Có yểm trợ cho Madarius Gibbs, vẫn là Gibbs. Footwork tuyệt vời. Aero step quá hay và điểm cho Madarius. Quá tốt và đây là bóng cho Dolphins. Lại là Madarius Gibbs. Và có điểm được ghi. Ông Gia Lân. Huy Vinh Quang. Gibbs đột phá. And one dành cho Gibbs. Gibbs đã dùng tốc độ của mình để vượt qua D'Angelo Hamilton trong tình huống vừa rồi. Ở mùa giải năm ngoái thì các Sài Gòn Heat fan đã đặt cho Madarius Gibbs biệt danh là ông Hoàng Grantham. Và ngày hôm nay thì có lẽ phía đội